Ai trời ơi, dạo này em chơi Sun Win thế nào nhờ? Thì mẹ mình chơi Sun Win thì đéo hiểu kiểu gì, không biết là do đen hay là do game bịp đấy anh em ạ. Chơi mẹ toàn thua thôi, đánh 1-2 m thì ăn, nhưng mà cứ đánh tầm tay 5-10 m thì mẹ mình to to tí là chỉ có chim cút thôi anh em ạ. Bực mình thực sự đấy. Đó thì hôm nay mình chắc thôi không chơi Sun Win đấy anh em ạ. Mấy cái này chơi nhiều quá rồi, thì chắc là Ôi đổi anh gió em. qua bên Anh em vào cho mình xin một tim một like nhá. Hello Phạm Văn Cường, hello đang cầm 3M7 rồi vẫn đánh 100 200 200k. Đúng rồi anh em ơi, đánh bé thôi, tầm này mình lãi rồi, đừng đánh to to làm gì. Tầm này anh em đánh to thì có mà toang một phát anh em đi luôn cái số lãi vừa đấy. Tầm này không phải đánh to anh em nhá. Đấy anh em nhìn mình đấy, cầm 70 ăn lãi được 70 à, lãi được bao nhiêu nhỉ? 50 rồi vẫn đánh 3 triệu làm gì rồi anh em. Tiền của mình thì mình đánh to thành vứt đi à? Mình đã lãi rồi mình phải chắc cuối anh em nhá. Thảo nào em thấy giọng anh quen nào, có thể anh em gặp ở đâu đấy rồi đúng không? Anh em hiểu chưa? Tầm này mình cứ đánh nhỏ nhẹ thôi, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn được gì thôi, mình vẫn lãi mà anh em. Ở bề tài anh em ơi, không cần gì phải đánh mạnh làm cái gì cả. Đôi khi là kệ đó, kệ đời anh em ơi, húp rồi húp ra ngon rồi nhá. Đấy giờ này mình cứ phải cảnh báo anh em là đánh nhỏ ấy nhá. Lung linh là lại lên luôn. Đấy, chỉ cần rỉa anh em ơi, rỉa lên nhiều phết anh em ạ. Nãy giờ toàn chơi kiểu rỉa rỉa đấy anh em ạ, rỉa rỉa có 2-3 m lên cả lú tiền luôn anh em ơi. Không phải đánh to làm cái gì cả, cứ rỉa 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 này thôi, đánh to là gãy đấy, cứ rỉa rỉa đấy anh em ạ. Cấu rỉa này là ngon rồi, thi thoảng rỉa tí thôi anh em. Cuộc đời này nó lại thế thôi anh em ạ, cuộc đời này nó thế thôi anh em ơi. Cái gì rỉa này lớn ngớ lên lít anh em ạ, đừng có đùa. Đang bệt thì đánh bệt đi, đang bệt thì đánh bệt anh em nhá. Ở đây không qua là lùa cả nhá, vui thì chơi cùng mà không vui thì không xem, mà không ai bắt anh em làm cái gì cả mà lùa nhá bạn nhá. Bạn duy tài nhá, bạn ăn nói bạn phải nói cẩn thận nhá. Nếu bạn nói là gà thì ở đây bạn cũng là gà đấy, nếu mà bạn đang vùng gom chung như thế hiểu không. Dừng khoảng 30 giây mình nghĩ xem là cái câu này nói hợp lý không, có đụng chạm đến ai không nhỉ bạn đấy. Ê, cứ hết bệt đi. Hết thật à? Vẫn chưa hết bệt anh em ạ. Đấy, cái rìa rìa này là ngớ lên lít anh em ạ. Ảo thế nhờ. Trả bù cho 2 hôm trước anh em ạ. Cứ ông thua thì ông xem, ông bảo đánh toàn thua anh em ạ. Chán thế chứ này. Chuyện xóa mờ đấy anh ạ. Ui giời, vẫn cứ bệt anh em ơi. Chia đôi màn ra chơi anh ơi. Cũng được anh em, mà xỉu tí nữa anh em nhá, tí nữa đi tặng cốt cho anh em, sau đó là quay hũ anh em nhá. Đấy, khét mẹt luôn anh em, khét mẹt luôn anh em. Ủa cầu này nó dễ đánh thế nhỉ, cầu này nó dễ thế nhỉ anh em nhỉ. Hình như vừa lấy là 8 cái, 2, 4, 6, 8. Ô quả này dễ gãy này, quả này có lên bẻ thử không anh em? Tầm này bẻ được rồi này, bẻ cái chứ chơi. Cần thích. Anh em thấy chưa? Mà lại đúng 8 cái xỉu gãy này, bây giờ đúng 8 cái tài gãy. Cầu khiếp nhờ. Đấy anh em đừng hỏi tại sao mình đánh bé em nhá. Tầm này không phải đánh to làm cái gì cả anh em ạ. Tầm này đánh to để làm gì đâu anh em. Khi mà mình đang lãi rồi anh em hiểu không? Bây giờ mà người ấy là lựa chọn luôn, người ấy là lựa chọn luôn anh em. Xỉu tiếp cho đẹp anh em ơi, nét nhẹp nhẹp luôn. Trò chơi hết rồi, trò chơi hết rồi anh em ơi, trò chơi hết rồi. Tiếp tục quả xỉu anh em ơi. Ui, đánh nhỏ nhỏ này lên cả má nữa anh em ạ, sợ thật. Trời ơi, khét luôn anh em ơi. Không, ô bông bông bông, làm cái xỉu đấy anh em nhá. Tiếp tục quả xỉu anh em ơi, đánh cảm giác không có từ thua anh em nhá. Quả này là wow, lại một series rồi. 2, 4, 6 này, 8 này, 10. Ôi cứ 10 tay với một tay ạ. Ôi khét kẹt kẹt anh em ạ, 11 tay được chưa ạ. Hôm nay ối anh em, hôm nay ối anh em về bờ ối sợ anh em ơi, ối ả luôn anh em ơi. 11 tay thông rồi nhá, 11 tay thông rồi anh em.
Ối ả luôn đấy, anh em ơi, ối ả luôn. 7 8 2 4 6 ái xà 6 à 6 à. Nó cứ làm cân nữa nhở, cứ làm quả cân anh em ơi. Ừ trong vắt luôn, trong vắt luôn. Xỉu tiếp này. Úi giời ơi, 2 4 6 8 xỉu rồi. Cầu kinh ấy nhở, đi 13 cái thông anh em ạ. Đánh thế chết người anh em ạ. Đây nha, 2 4 6 này, 6 tiếp này, 13 tay thông rồi anh em ạ. Ô đánh cái này thì không biết thua à? Tài luôn anh em nhá. Ô anh em ơi, nay kiểu gì nhỉ, 13 tay thông rồi anh em. Úi xài à, được luôn anh em ơi. Được chưa anh em, 14 tay thông rồi anh em ơi. Là anh em mở mang tầm mắt chưa? 15 tay thông này. 15 tay thông được chưa ạ? 15 tay thông được chưa ạ? Được chưa anh em, 15 tay thông nhá. 15 tay thông anh em ơi, đẳng cấp luôn. 16 tay thông nào. 16 tay thông được chưa anh em ơi? 16 tay thông anh em ơi. Ồ, 1-1 tiếp à. 16 tay rồi anh em nhá. Đảo điên luôn. Ui giời ơi, dễ anh em ơi. 16 tay đúng nhỉ? Để mình đếm lại nhá. 6 à. 12 này. Ui, nó chơi bố rồi. Nó chơi rồi anh em ạ. Lại rút phát ra quay hũ phát nhờ. Ô trời, lại đánh cho nó mắc binh thế nhờ. Bán 1, 1, 2, 8 này. 5, 0, 0, 1, 2, 3. Ờ nhờ. Ok anh em nhá. Đấy, sỏi rồi.